Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi thăm review một cái lô đất ngay đất rẫy các bạn ạ, ngay tại gần cái trung tâm thị trấn Băng Đen các bạn nhé. Hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến tỉnh lộ 676 và đây là bến xe huyện Con Plong các bạn này. Nhìn rẽ sang bên tay phải đây chúng ta sẽ thấy một cây xăng. Và khi đi hết cái tuyến tỉnh lộ đoạn này thì chúng ta sẽ xuống một cái đường bê tông cũng thuộc tỉnh lộ nhưng mà nó là đi ra ngoài cái trung tâm thị trấn Băng Đen rồi. Và chúng ta sẽ xuống hết cái con dốc này, chúng ta sẽ xuống cái địa phận của xã Măng Cành các bạn nhé. Thì cái thôn này gọi là thôn Con Năng, nó nằm gọi là sát mới lại cái trung tâm thị trấn Măng Đen. Thì khí hậu cái Măng Cành này, thôn Con Năng này thì nó tương tự như là khí hậu của Măng Đen các bạn ạ. Mát mẻ quanh năm, hết sức thích hợp cho các bạn, anh chị em các bạn làm homestay, làm farm, rồi khu nghỉ dưỡng, nghỉ mát, là khu gọi là trạm dừng chân và vân vân. Nói chung là rất là nhiều cái mục đích. Đây các bạn để ý cái view này, các bạn view cực kỳ đẹp. Thì tuyến tỉnh lộ 676 cái đoạn này thì đường bê tông nó nhỏ thôi mọi người, nó chắc nó chỉ rộng khoảng cỡ 5-6 mét thì đó thôi, khá là nhỏ. Rất tiếc là không có cái sự đầu tư lớn của cái tỉnh. Đây các bạn này, đấy xuống dưới đó là cái dòng sông các bạn nhé. Dưới này là một cái con suối và một cái thủy điện ở ngay cái chỗ đấy các bạn ạ. Bên tay phải này các bạn này, các bạn sẽ nhìn ra đây là một trong những gọi là cái rẫy mà gọi là cho bán cho cái người chủ, người ta làm, người ta gọi là người ta làm cái vườn hoa Măng Đen các bạn ạ. Các bạn để ý cái kiến trúc kiểu nhà rông Tây Nguyên. Đây các bạn này, vườn hoa Măng Đen, chữ nó mở quá mọi người ạ, không được nhìn, không được đẹp. Để ý ba hòn đá này các bạn này, ba hòn đá to đùng này, mai mốt khắc lên đấy và những cái tên thì rất là đẹp các bạn nhé. Thì nơi này là được giao cho tư nhân các bạn ạ, giao cho tư nhân để người ta làm nên một cái vườn hoa
sau này cũng cho các bạn, anh chị em các bạn khách du lịch vào tham quan, rồi sau này có thể họ sẽ làm lên cả những cái gọi là nhà, cái kiểu như là cái homestay các bạn ạ. Người ta sẽ làm rất là nhiều những cái homestay ở đấy, những cái phòng ngủ, phòng nghỉ ở đấy thì hết sức ý nghĩa các bạn nhé. Thì khu vực này, rẫy ở khu vực này phải nói các bạn là cực kỳ đắc địa, cực kỳ là pháp lý, đầy đủ ổn định các bạn ạ. Hôm nay rất may mắn là tôi lại có thể review cho các bạn một cái lô đất gọi là đất rẫy, gọi là cũng gọi là siêu phẩm các bạn ạ. Cực chất. Khu vực này thì người dân thì hết sức hiền hậu, hiền hòa, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mơ Nâm, nó là thuộc một nhánh của dân tộc Sơ Đăng các bạn ạ. Thì đi thẳng cái tuyến này vào thì các bạn sẽ đến xã Đắc Tăng, sẽ đến xã Măng Bút, xã Đắc Rin và xã Đắc Nên thuộc huyện Con Plông. Và điều đặc biệt là đi thẳng vào cái con đường này, chúng ta sẽ vào cái thủy điện Thượng Con Tum. Cái lòng hồ thủy điện là một trong những nơi cũng hết sức là nổi tiếng và là một trong những cái nơi cũng hết sức đáng đến để du lịch tham quan, để chơi các bạn ạ. Câu cá, câu đồ, rất là nhiều cái hoạt động ở cái hồ thủy điện Thượng Con Tum các bạn ạ. Thủy điện Thượng Con Tum phải nói các bạn là một trong thủy điện lớn, đứng thứ nhì, chỉ đứng sau thủy điện Iali trên cái vùng Tây Nguyên thôi các bạn nhé. Không có thủy điện nào lớn bằng đâu. Iali là lớn nhất, thứ nhì là Thượng Con Tum các bạn. Đây các bạn để ý cái kiến trúc nhà rông này, bên phía tay trái tôi. Đây phía tay phải tôi các bạn để ý những cái cánh đồng cỏ, những con trâu đang ăn hết sức là thanh bình các bạn ạ. Phải nói thực sự các bạn là nhìn trong những cái khung cảnh như này, chúng ta lại nhớ về tuổi thơ, nhớ về những cái ngày chúng ta đang ở những cái gọi là vùng quê ấy, hết sức là thanh bình, cuộc sống là hiền hòa, dân cư để thân thiện các bạn ạ. Vùng này dân cư hết sức thân thiện các bạn. Đây là nhà trường mầm non các bạn ạ. Đây có những cái nhà của người đồng bào dân tộc Mơ Nâm, người ta làm theo cái kiểu nhà sàn, chủ yếu người ta làm nhà bằng gỗ ván thôi các bạn ạ. Đây và tôi đã gần đến với cái mảnh rẫy hôm nay tôi review rồi các bạn ạ. Nói chung là muốn giới thiệu thêm cho các bạn về một số cái đặc điểm trước khi tôi review cái lô đất các bạn. Đây các bạn, là tôi sẽ xuống phía dưới đây để cho các bạn nhìn thấy cái dòng suối các bạn ạ. Đây là dòng suối các bạn nhé. Thì cái lô đất rẫy này chúng ta sẽ có cái view ra cái dòng suối này và view ra cái cánh đồng này các bạn ạ. Hết sức là đẹp. Và các bạn để ý bên kia là những cái, bên kia cũng là những cái rẫy các bạn này, những cái bên cái phía cái đồi, những cái đồi thoai thoải kia kìa. Đấy cũng là những cái rẫy của người đồng bào dân tộc nơi đây các bạn nhé. Đấy hết sức là đẹp các bạn ạ. Đấy hết sức là phù hợp cho những anh chị các bạn là muốn mua để làm nơi nghỉ dưỡng, làm homestay. Đây các bạn để ý cái dòng sông này, cái dòng suối này. Đấy nó chảy về dưới này. Đấy dọc theo này. Do hôm nay là ngày nó trời nó mưa nên thành ra là suối này nước nó đục các bạn ạ. Còn bình thường nước nó rất là trong. Đấy các bạn thấy cái phía này này. Đấy, rất nhiều những cái triền sườn núi vậy ấy, là những cái rẫy rất là đẹp. Đây, còn thẳng tay tôi đây là khu làng nghề các bạn ạ. Mới được quy hoạch về đây. Nhưng tuy nhiên là tôi cũng nghe nói là bảo cũng đang có dự kiến là cái khu làng nghề này sẽ phải chuyển đi nơi khác. Nghe đồn thổi như thế các bạn ạ. Và tôi sẽ đi lên lại cái tuyến tỉnh lộ các bạn nhé. Để tôi sẽ lên cái mảnh đất rẫy này để tôi review. Thì cũng nói thêm với các bạn là cái mảnh đất rẫy mà ở trên cái địa bàn của tôi review á, thì chủ yếu là nó gọi là nó thuộc về cái giống như kiểu đất nghỉ dưỡng các bạn ạ. Đất nghỉ mát, nghỉ dưỡng của những cái khu du lịch. Đấy, cho nên là giá thành đất, giá thành của những cái lô rẫy này nó khá là cao. Do nhiều anh chị cũng không biết tại sao là sao cái chỗ đấy nó giá thành nó lại cao như vậy. Và giá trị của nó ở đâu đấy các bạn ạ.
Đây cái lô dãy này này các bạn này. Đấy nhìn này, các bạn đấy cũng có cái cọc này, đấy, thẳng lên cuộc đẩy qua đồi kia các bạn nhé. Thì cái thì theo tôi đánh giá thì dãy này cũng rất là đẹp các bạn ạ. Nó gọi là hơi thoải một chút thôi. Hơi thoải một chút thôi, rất là đẹp. Dãy này thì nói các bạn là nó không giống như nhiều cái dãy của nhiều cái kênh của anh chị em các bạn xem ở nhiều cái kênh khác ấy. Thì là dãy của người ta là đất đỏ ba gian, đất màu mỡ để dành cho anh chị em các bạn là người ta trồng cây công nghiệp, rồi trồng những loại cây ăn trái ăn quả. Thì đất đai ở đây thì của chúng tôi thì nó chủ yếu là nó thuộc cái loại đất là khu nghỉ mát các bạn ạ, nghỉ dưỡng du lịch, thành ra là nó khác nhau các bạn nhé. Có nhiều anh chị lại không biết giá trị của nó các bạn. Anh chị nào muốn biết về giá trị của những cái mảnh đất này, các bạn có thể lên search ở trên Google. Các bạn có thể gõ đến khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen các bạn ạ. Thì các bạn sẽ thấy nơi đây đất đai nó sẽ khác hơn rất nhiều. Đây tôi thấy một cái đồng cỏ giống như kiểu là một cái mảnh đất này thì cỏ mọc hết sức là xanh tốt. Đất này thì cũng rất là, cũng gọi là được các bạn ạ. Trồng cây cà phê rồi cũng lại cây ăn trái thì cũng rất là phù hợp. Đất nó cũng rất là tốt chứ cũng không phải là đất xấu đâu các bạn nhé. Đây cái làn ranh của cái mảnh đất này đây này. Mảnh đất này sẽ có cái chiều ngang mặt đường là 15m, chiều sâu là 64m. Hiện nay lô đất dãy này đã có 75m² là thổ cư các bạn nhé. Còn lại là đất trồng cây hàng chay cây lâu năm các bạn ạ. Hết sức là giá trị. Hết sức giá trị các bạn. Nó thực sự các bạn như vậy. Đã có đất này đã có thổ cư rồi các bạn. Đấy, khi các bạn mua về thì yên tâm có thể dựng một căn nhà nho nhỏ rồi gọi là xây dựng cự tường rồi cho nó kín lên, rồi để làm cái khu vui chơi, rồi cuối tuần hay là những ngày nghỉ lễ thì chúng ta vào đây, chúng ta lên đây chúng ta gọi là nghỉ dưỡng, hoặc là anh chị em các bạn ở những cái vùng thành phố chán cái cảnh ngột ngạt rồi thì có thể lên đây các bạn nhé. Thì giá bán chính chủ muốn đưa ra là tầm khoảng hơn 2 tỷ các bạn nhé. Hơn 2 tỷ. Đấy, đất nó hết sức là đắt các bạn ạ. Chứ không phải là rẻ gì đâu các bạn nhé. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn về những cái điều đặc biệt ở nơi đây. Đất, ở đây thì quanh năm mát mẻ, khí hậu thì quanh năm mát mẻ các bạn ạ. Nhiệt độ trung bình thì khoảng tầm từ 18 cho đến khoảng 25 độ C thôi, hết sức mát mẻ. Xứng tầm là nơi nghỉ dưỡng nghỉ mát với những cái biến đổi khí hậu ở những cái vùng ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Và các bạn cũng biết rồi, ở Việt Nam chúng ta thì có những cái khu nghỉ mát cái kiểu như thế này thì chỉ có Đà Lạt là đứng đầu. Thứ nhì là Sapa, Mộc Châu, Sơn La, rồi Tam Đảo, rồi đến Măng Đen của chúng tôi các bạn ạ. Măng Đen nó luôn luôn được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai của vùng Tây Nguyên các bạn ạ. Và tôi xin nhắc lại cho các bạn là chiều rộng mặt đường 15m, chiều sâu là 64m và chúng ta có 75m² thổ cư các bạn nhé. Thêm nhé, tôi cũng xin chào hẹn gặp lại mọi người trong cái lô đất đẹp tiếp theo. Nếu các bạn có thể cho chúng tôi xin một cái lượt đăng ký kênh ủng hộ, có tinh thần để đi quay nhiều cái video khác các bạn ạ.